Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cái cây hồng cổ Sapa của mình nhá. Mới cắt dạo trước, đợt này nó nhiều hoa quá. Đấy, các bạn nhìn này. Núi Á Vì nhá, hai bên cổng rất là nhiều hoa luôn. Đây, xem cây này. Mùa này chăm tốt nên bông nó rất là to các bạn ạ. Hết lứa hoa này là mình sẽ cắt để chơi chuẩn bị đón một lứa hoa Tết đấy. Đấy. Các bạn nhìn cây này. Cái tán cây cây này nó chiều rộng này nó khoảng 1 mét nhá. Bông rất đẹp luôn. Mùa này bông nó to lắm. Cây bé bé này mà đầy hoa này các bạn này. Thấy chưa?